Rồi, hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn đây là một món chè. Sầu riêng. Do người cá ba trực tiếp thể hiện nấu ăn. Thôi đừng có lên clip nha. Và hôm nay là Teo muốn giới thiệu đến các bạn cái món chè sầu riêng này. Tôi nghĩ nó rất là có lợi cho sức khỏe của chúng ta. Và trong đây là người cá ba mới bỏ cái gì vô trong này nè. Nó sệt sệt trắng trắng nè. Được biết thông tin là được bỏ nước cốt dừa vô trong này rồi. Và trong này là cái gì vậy chị? Nếp than hả? Là mình bỏ nếp than vô mình nấu nó lên vậy luôn hả? Dạ. Chà, cái nồi chè này nấu có nhiều công đoạn lắm nha các bạn. Bây giờ mình phải trực tiếp hỏi cái người nấu ra cái nếp than này cái đã. Rồi người cá mẹ luôn nè. Người cá mẹ nấu chè nếp than sao? Nguyên liệu là chỉ có hai thành phần thôi. Là một là nếp than với lại sầu riêng. Và có bỏ nước cốt dừa vô. Là chỉ có ba loại thôi. Là thành một món chè nếp than rất là dinh dưỡng. Nhưng mà quan trọng là nếp than bỏ vô làm sao? Chị bỏ nước vô là chị nấu nếp than bể hay gì hả? Nấu giống như là nấu nấu cháo trước vậy đó. Dạ. Giống như là nấu cháo vậy đó. Tưởng tượng mình thay vì mình nấu cháo mình cơm. Giờ mình nấu nếp than thì mình bỏ nếp vô. Rồi mình bỏ nước nhiều hơn nấu cơm như vậy. Dạ rồi. Là nếp than nó chín nó mềm mềm ra hết rồi mình bỏ nước cốt dừa vô đúng không chị? Rồi bỏ sầu riêng vô và mình khuấy đều đó. Rồi mình nêm đường hả? Đúng rồi. Có bột nêm bột ngọt gì không? Không có bột nêm bột ngọt. Dạ. Tại vì dành cho gia đình người cá mà. Đúng rồi. Ăn bột nêm bột ngọt là người cá hả? Ambra gì tới kéo hết đi luôn. Dạ bây giờ tới cái công đoạn tách sầu riêng. Cái công đoạn tách sầu riêng đây các bạn. Đây là bà ngoại của người cá Mai Si trực tiếp đảm nhiệm cái việc tách sầu riêng. Cái này tách sầu riêng xong rồi mình có bỏ vô máy xay sinh tố cho bỏ vô máy xay sinh tố cho nó tán nhuyễn ra. Xong rồi mình bỏ vô nồi chè mình nấu nha các bạn. Chè sầu riêng ăn vô rồi sầu chung luôn. Là đau bụng là đi chung một chỗ luôn á. Không có được. Được xíu được mà lại 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 cái này không có được. Cái này món này mà ngon không có được. À món này ít ngọt luôn ha anh. Ngọt luôn. Còn ăn bớt luôn á. Mình ăn lạnh hay ăn nóng anh? Muốn ăn nóng mà lại bị ngon hết. Bây giờ đã đến công đoạn xay sầu riêng. Đổ thêm miếng nước cho nó mềm. Nước nữa. Wow, sầu riêng rất là thơm. Rồi bây giờ Tion và bạn người cá Luna đang thưởng thức món chè sầu riêng. Bạn Luna ăn trước đi. Cảm nhận thế nào, ngon không Luna? Ngon không? Messi lại đây ăn. Messi lại đây ăn chè. Chè pha sầu riêng hơi kỳ kỳ hả? Tới phiên tôi ăn nha các bạn ơi. Bạn Luna chắc không có hợp với khẩu vị sầu riêng á. Món chè sầu riêng nó đặc biệt quá ha. Cái hương vị nó thơm rất là nhiều á. Nhưng mà cái này là món đặc biệt mà tôi ăn thì thấy cũng được. Hương vị rất là lạ chắc. Chắc do mình ăn chưa có quen á. Nhưng mà cái chè này nó bổ lắm á, có lợi cho sức khỏe lắm á. Cái này tốt cho thận lắm á. Bà của người cá Mai Si nói vậy á. Ăn tiếp đi. Tiêu này thấy chắc cũng ngon. Nó không có ngọt lắm. Nó béo và nó thơm là nhiều ha. Đúng rồi, món chè này coi bộ khá lý tưởng á. Càng ăn càng thấy ngon đó nha các bạn ơi. Muốn ăn không? Bạn nào muốn ăn? Nhanh lên tôi cho các bạn ăn nè, nguyên nồi luôn nè.